Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn, Trang đang đứng ở Sài Gòn Mall, đây là siêu thị Thuận Phát. Bây giờ Trang sẽ đi vào bên trong coi chợ Việt Nam ở bên Mỹ bán những gì, mời cả nhà đi vào trong để xem với Trang nha. Cả nhà có thấy ở trên không? Đó là cái bảng hiệu siêu thị Thuận Phát. Đó, chồng Trang đây kìa, Trang lấy xe đi vào bên trong. Đó, hai cha con vô chợ rồi. Hôm nay Trang sẽ quay cái chợ này kỹ nha cả nhà. Trước đây Trang quay hơi ít, anh chị nói coi không đã, để nay Trang quay nguyên cái chợ cho cả nhà xem ha. Bước vào bên trong, quẹo phải là cái quầy gạo nè cả nhà, các loại gạo. Bây giờ Trang thường ăn gạo XT25. Thì Trang lấy bịch gạo với chồng Trang khiêng để lên xe cái. 29 Từ quầy gạo mình đi thẳng vô trong, đây là bên phải là cái quầy mì, hủ tiếu, bánh canh, phở tươi. Và nhìn qua bên phải đây là quầy rau củ quả, các loại rau cải. Nhưng cái bịch này của chợ Việt Nam mình nó khó mở ra lắm, của chợ Mỹ thì nó dễ mở, thì chồng Trang hay phụ. Đây là củ cải trắng 99 cent một phao, một phao 450 gram, thì hai phao là 900 gram một ký. Một ký là tầm khoảng 50.000 đồng Việt Nam nha cả nhà. Củ nào củ nấy nó to đùng mà, nhiều khi mình cần một chút xíu nhưng mà mình buộc phải mua củ rất là lớn như vậy, nó không có nhỏ nhỏ giòn giòn như của Việt Nam mình. Thì Trang lấy cái củ này cũng nặng cũng nhiều lắm. Thì chồng Trang đẩy xe với gỡ bịch phụ Trang rồi mua gì mua. Định mua cải mà sợ ăn không hết, thôi đi vòng vòng qua đây. Đồng 19 còn 0,69, nửa ký của cái này gọi là gì đâu, củ sắn, nó ghi tên luôn nè. Mẹ ba đang coi đồ ăn ở bển rồi. 1 đô nửa ký bánh trái, 1 ký là 2 đô, 1 ký là 2 đô la. Cái này nấm đùi gà nè cả nhà, 4 đô la một cái nấm này, đổ la khoảng 100.000 nha. Rồi muốn ở đó hả? Này hình như là đổ nhanh mở ra xong cái chế nước vô hả? Thử không? Cái này thì có mai thôi. Thử thì mua. Chồng mua gì đây? Honey. What did you buy? Frozen cream pie, custard pie, bread. Dạ. Frozen. Dạ. Đúng không? Mua thử. Mua về đi. Đi xuống đây là quầy bắp cải, bông cải, thì nhiều các loại nấm nữa cả nhà. Rum quay vòng vòng rộng ra bên kia cho ông bà cô chú anh chị thấy với rum. Chồng Trang đẩy xe đi đâu rồi? Đây nè, đang coi cái đậu phộng cả nhà. Rum thích chuối này cả nhà ơi, chuối xiêm. Chín sen một phao. Cả nhà. Chồng phụ. Nha.
Rau má nè. Rau má tới 7 đồng phao luôn hả? Nó 699 á. Là 7 đồng. Nó 699. Là 7 đô một phao luôn á, một phao là nửa ký. Rồi 1 ký là 14 đô. 1 ký rau má 14 đô ra cả nhà ơi. 4 đô ra là bao nhiêu? 300 mấy chục ngàn. Giá 149 một phao. Có cây đỡ nha nha nha. Có cây đỡ. Đỡ rồi. Đỡ. Dạ. Dạ. Có thêm rác. Cháu quay cho má gì đi. Dạ. 3 đô 1 ký. Tính ký cho mà cô chú Việt Nam biết. 3 đô la 1 ký giá ha. Ừ. Đây là quý quầy đậu hũ nè cả nhà. Cơm ăn đồ hủ không? Thích ăn chay nè, lấy đồ hủ đi. Lấy đồ hủ tươi á. Ăn đồ hủ tươi kho không Rơm? Đây đồ hủ tươi kho nè, 2.49 một dĩ đồ hủ này nè cả nhà, một hộp này nè, đang lấy hộp. Kim chi, các loại rau. Lạp xưởng, các loại lạp xưởng của mình nè. Mẹ coi này, chút Rơm quay vòng vòng cho ông bà cô chú anh chị ở Việt Nam thấy Rơm. Sầu riêng đông đá nè, 5.69 một phao. Là 12 đồng ký sầu riêng đông đá. Này là tim gà, mề gà nè cả nhà. Mề gà. Tim gà, gan gà là cái nhà. Đây là chân gà. Đây là gì? Chân gà hút xương. Đây là tập. Tập gà. Ở đây là đùi gà, cánh gà. Giò heo, tim heo. Ăn chân gà hút xương. Chân gà hút xương về phải làm cái gì đó nha. Làm cái món gì đó. Cái này ngon. Mắm spicy dipping sauce. Đuôi heo nè. À, đó chị hai thích đuôi heo, nó không biết giờ nó còn thích không. Đuôi heo ăn bổ mắt lắm á. Này giò heo cắt khoanh sẵn nè, nấu bánh canh ngon lắm á. Rồi món canh không? Món canh không, nấu bánh canh ăn luôn. Cái này là gì á? Này đọc với cái gì? Pork nose. Này gan heo. Gan heo, đây là gan heo. Ở đây thịt bò nè, sườn bò nè, đúng. Sườn bò ngon lắm á, sườn bò đại hàng. Bắp, à, bắp bò của bò nè. Bắp bò nấu bún bò Huế ngon. Ở đây đuôi bò nè cả nhà. Này khăn lông của bò. Này chợ Việt Nam mình có, chợ Mỹ ít có mấy cái. Cũng có đuôi bò có khăn lông chứ. Nhưng mà gan, tim rồi thì không có. Này xương để nấu phở. Đây gà. Gà mái có trứng nè, 14 đồng con. Gà mái đi bộ là 18.99 con. Gà Đồng Nai là 15.99 một con. Quá trời đất heo. Đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Ai nè. Trời đất ơi. Con dịch, đầu dịch, trời đất ơi. Oh my god. Ai đó. Đất ai là con mắt dịch nữa. Trời đất ơi. Dạ. Rồi cái hàng này là đầu dịch rồi. Cánh dịch rồi, cẳng dịch rồi cả nhà ơi, chồng đang cầm lên hết hồn. Có cái gì nữa vậy Rơm? Hả? Cái đó là gì? Cổ, cổ. Cổ dịch. Trời đất ơi. Yeah, they chop them all into different parts. Yeah. Trời ơi, chồng ăn nói con dịch. Cái gì mà cái gì của con dịch mà cũng ăn hết trơn à. Người Mỹ họ chỉ lóc miếng thịt thôi ăn, còn như bỏ hết là mình ăn hết luôn. Đây các vị giò heo với thịt bằm nè cả nhà. Nó làm sẵn rồi, về mình mở ra mình hấp ra ăn ha. Cái con rô vít họ làm đông đá sẵn
Thôi để ăn tiệm nó tươi ngon hơn con. Đây là trứng cá, rồi cá gì ta? Cá thắt lát, chả cá đùm lum nè cả nhà. Cua. Đây, tôm 7 đồng 99. 6 đồng 99. 4 đồng 99. Nhiều loại tôm khác nhau cả nha. Tôm sú thì 15 đồng 99, tôm này hơi mắc nè. 15 đồng 99. Tôm càng cũng 15 đồng 99 luôn cả nhà. Còn này mấy loại tôm đông đá. Ốc nữa. Này chả cá đông đá. Các loại cá viên rồi cá viên đông đá cả nhà. Mực tuột nè cả nhà, bạch tuột 16 đồng 99, cái loại bạch tuột bự rồi nè, miếng nó ngon hơn hả? Vậy lấy loại không có đường uống cho nó tốt. Ừ, cái loại này mình uống ngon nè. Đây hả, để lấy cái này cái kia. Các loại ốc cua nè cả nhà, nhiều sò ốc hến cá là đồng đá để quầy này. Cái này cá hồi miếng, cái này cá hồi khứa, đầu cá hồi nha cả nhà, nấu chua ngon lắm. Cá bóng mú cái đầu 7 đồng 99, cá thu 10 đồng 99. Rồi cái con mực này nó mắc ghê cả nhà ơi, 33 đồng một cái dĩa mực này nè. Cái tủ này tủ cá mực đông. Rồi còn cái quầy cá sống bên trong kia Trang không có mua nên không có quay, nó có mùi quá chồng Trang đi. Thôi nè, trả lại hả, trả đồ lại hả, trả đồ lại hả. Ở đây dụng cụ nấu bếp nè cả nhà. Son nồi rồi hả. Đây là quầy nước dừa, nước cốt, rồi các cái loại trái giải, rồi các loại đóng hộp là cái quầy này nha cả nhà. Bún rồi cũng có ở đây luôn. Đây các loại khô họ cũng để đây. Đằng kia là bia. Khô cá kèo thì tùm lum lại khô nè, khô mực nữa. Cũng là bếp, son, nồi, chén, dĩa khu này cả nhà. Qua đây luôn. Đồ mũ. Các loại đồ mũ, thao mũ thì ở khu này cả nhà. Đây các loại nhang. Nhang đèn, giấy tiền vàng bạc để cúng á cả nhà. Bên đây thì dụng cụ của nhà bếp, đồ rửa chén rồi, nước rửa chén. Đây là mì gói. Thì là mì gói, các loại mì gói ở cái quầy này. Bánh tráng à, rừng kiếm bánh tráng à. Ăn rồi mua thử đi. Rồi mua bánh tráng trộn sẵn ra nha. Tuổi thơ gắn liền với bánh tráng trộn. Rồi lựa chọn coi cái nào để mai quay vòng vòng qua đây. Ở đây là cái gì ăn quầy này, cái gì rum, các gạo. Loại gạo. Gạo hả, gạo bịch nhỏ nhỏ ở đây nè cả nhà. Chắc mới à, lấy đại đi con. Đây các loại nước chấm, măng hộp rồi cả nhà. Còn đây, đây là các loại nước uống, nước ngọt, Starbucks, các loại, đồ đóng hộp nè. Quầy này là các đồ trong cái tủ đông đá để lạnh đó cả nhà. Chị kiếm cho ai cho lạc rồi cơm ơi. Đây là quầy các loại trà,
cà phê rồi cả nhà. Đây các loại bánh ăn vặt của mình á. Nãy giờ lạc chồng, tưởng đâu chồng ở đâu, kiếm lạc là lại quầy bánh kẹo là có liền cả nhà. Yeah. Lại quầy bánh kẹo là có liền ở đây nè. Nãy giờ đang đi quay cá, quay mắm biến mất tiêu, tưởng đâu bỏ gì về đây chứ. Trang biết thế nào cũng lại quầy bánh kẹo ha. Rồi, mê rồi, mê cái món này rồi cả nhà ơi. Rồi, cha trúng tủ rồi. Cha trúng tủ bánh rồi Râm ơi. Đọc với cha coi thành phần đường sao Râm. Cái hộp loại xanh của cha hổng cho thích con kiếm thử có không? Rồi. Chồng Trang ngộ lắm nha. Thích hên ơi. Chồng Trang thích của cái hãng nào là hãng đó đóng cửa. Chồng đang nói nha, cái bánh nào chồng đang thích là công ty đó nó dẹp luôn nha. Thì hổng cái loại xanh đó dẹp rồi. Bây giờ chồng đang nói chồng đang thích cái loại này nè cả nhà. Cái loại nâu nâu này nè, coi chừng nó giải thể nó dẹp hẳn luôn á. Cái đi lết rồi. Nãy giờ tôi cho ăn cái lẩu mất. Lết rồi, lết rồi. Thôi chuẩn bị đi về đâu ơi, cho lết rồi. Bánh ăn giặt rong biển này ngon lắm. Ừ, cái rong biển, cái bịch gì đó chị Hai hay mua đó, con có mua không? Nó rong biển Hai mua cái loại nào đó con mua đi. Hai mua loại bự bự kìa, loại bự bên kia kìa, màu vàng vàng đó, phải không? Hả? Rồi Râm với chồng kêu ra ra để đang quay còn vài quầy nữa, quay cho xong luôn cả nhà. Để cả nhà xem cái chợ Việt Nam bên Mỹ thế nào ha. Đó đường thốt nốt, các loại muối, muối bọt, muối hột đã ở đây ha cả nhà, hàng the đó nè. Cái quầy này đó cũng để ngoài đây các loại mì sữa đồ khác. Cái này các gia vị muối, tiêu, tỏi, hành, ớt làm khô cả nhà. Rồi, ở đây đóng hộp các loại trái cây khóm rồi cái giải chôm chôm rồi xoài măng cục rồi lẩu gì nè. Bên đây đóng hộp các loại đậu, các loại đậu giống của Mỹ, cái loại cá hộp rồi luôn cả nhà, các loại đậu hộp thì cái quầy này không cả nhà. Đây các loại nước chấm tương rồi các loại dầu quầy này cả nhà. Và bên đây các loại gia vị khô, này gia vị nấu phở nè cả nhà, ớt khô, ớt bọt thì có hết ở cái quầy này nha cả nhà. Rồi nó đang quay tổng thể cái chợ, đang quay tổng thể cái chợ Sài Gòn Mo ở bên Mỹ. Thì xong rồi. Bây giờ tính tiền cái xe này đi về cả nhà ơi. Rồi bây giờ cả nhà Trang đi ra ngoài, đi ra ngoài tìm xe, bắt đầu chất đồ lên xe. Râm với cha, hai cha con chất đồ lên.
Thì Rum thích chụp hình lắm, đang đậy ống kính cái máy chụp hình sợ bị cấn trầy, đem theo đeo cả nhà. Nãy đi dọc đường là chụp cảnh ở ngoài cái máy chụp hình đó của chồng Trang mùa xưa, rồi giờ cho bé Rum thích chụp hình. Rồi hai cho con chắc đồ vô xong rồi. Thì video ra đã dài, cái chợ Việt Nam ở bên Mỹ như vậy á. Thì Trang xin chào tạm biệt cả nhà nha. Thì cả nhà yêu thương gia đình nhỏ Trang thì cho Trang xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để video lan tỏa. Trang xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau nhé cả nhà. Bye bye.